Hello, xin chào các bạn. MGN Mi Game đã quay trở lại rồi đây. Và Mi Game lại mở ra một series mới dành cho những Mi fan rồi đây. Series này sẽ là nơi tôi cả khịa, phân tích, đá đẻo những vấn đề xung quanh làng game, chứ đi phân tích giả thiết câu chuyện mãi cũng hơi chán. Mà mở đầu cho series mới này chính là Among Us. Chắc ông bảo là, rồi, giờ này mà còn làm Among Us thì ai mà coi. Game này giờ còn ai chơi nữa đâu mà làm. Thì đấy, đấy mới là nguyên do tôi làm nên video này chứ. Tại sao một tựa game từng rất nổi tiếng như Among Us bây giờ lại chẳng thấy tung tích trên bất kỳ một mặt trận nào nữa? Hôm nay, hãy cùng với Mi Game tôi ngồi lại đây và bàn luận về vấn đề tại sao Among Us lại trở thành dead game. Trước khi vào video thì đừng quên ủng hộ Mi Game bằng cách nhấn like và share video này. Chưa subscribe thì subscribe lẹ làng cho tôi nha. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Lễ trao giải The Game Awards 2020, Among Us, một tựa game tạo nên cơn sốt toàn cầu cho năm 2020, đã ấm về cho mình hai giải thưởng là tựa game chiến thuật hay nhất năm và tựa game di động hay nhất năm. Mà tôi thấy cái vía của mấy cái game giành được giải tựa game di động hay nhất năm nó không được tốt cho lắm. Vì con game giành được giải tựa game di động hay nhất của năm 2019, về Việt Nam thì... thôi, không nói nữa. Nhưng trước khi bàn về cái sự chết sắp mặt của Among Us thì tôi cũng phải nhắc lại Among Us khi ở trong thời kỳ huy hoàng. Trước khi trở thành hiện tượng như trong năm 2020, có lẽ ít ai biết rằng Among Us chỉ có trung bình khoảng 7 người chơi trong năm đầu tiên phát hành là năm 2018. Thậm chí, theo nhà phát triển Inner Slot, Among Us từng có thời gian không thể tìm thấy trận vì chẳng ai chơi game cả. Thế nhưng từ một tựa game chẳng ai thèm chơi, chẳng ai biết đến, lại có thể rũ bồn đứng dậy, sáng lòa khi trong tháng 11 năm 2020, Among Us đã đạt được khoảng 500 triệu người dùng hàng tháng. Một con số phải nói là quá khủng khiếp, đồng thời thiết lập nên kỷ lục tựa game phổ biến nhất từ trước đến nay cho Among Us. Theo số liệu của trang Safe Betting Site, Among Us sở hữu 42 triệu lượt tải về trên Steam vào nửa đầu tháng 9. Cũng trong tháng 9, Among Us tiếp tục nhận 84 triệu lượt tải trên iOS và Android, theo thống kê của Sensor Tower. Trò chơi này chưa một lần mất vị trí trong top 5 ứng dụng được tải nhiều nhất trên kho App Store của Mỹ kể từ ngày 1 tháng 9 và đạt hơn 158 triệu lượt tải về trên toàn cầu, cả App Store và Google Play tới nay. Tại thị trường Việt Nam, Among Us chễm chệ ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng App Store, đá văng hai cái tên siêu nặng ký chính là Liên Quân Mobile và Free Fire, hai trùng cuối của làng game mobile Việt khỏi ngôi vương bất diệt. Không ai có thể ngờ rằng trong cái thời đại mà thị trường game đang phải chạy đua với nhau về mặt hình ảnh, đồ họa, phong cách nghệ thuật hay những cốt truyện, một là siêu cảm động, hai là siêu hack não, thì bỗng nhiên một con game đơn giản tới mức tối giản như là Among Us ở đâu chui ra và chễm chệ vị trí top đầu và vả cho những nhà phát hành lớn về game trên toàn thế giới một cú rõ đau. Among Us có thể đạt được thành công như vậy nhờ vào nhiều lý do. Đầu tiên chính là văn hóa meme được lan truyền khắp các mạng xã hội. Tôi cá rằng nhiều anh em chưa bao giờ chơi Among Us cũng đã từng thấy ít nhất một cái meme về Among Us chơi nổi trên mạng. Việc một tựa game có thể trở thành một hiện tượng meme khiến người người, nhà nhà chế ảnh, chế video và xây dựng content là việc mà không phải tựa game nào cũng có thể làm được. Và Among Us thực sự phải nên cảm ơn cư dân mạng khi đã tự nguyện trở thành những công cụ quảng cáo miễn phí của Among Us bằng cách biến Among Us từ một tựa game trở thành một trào lưu đứng đầu mạng xã hội. Lý do thứ hai chính là để tham gia vào Among Us cũng khá dễ, chỉ cần tải app và gia nhập cuộc vui với bạn bè mà thôi. Đặc biệt là trên điện thoại, vì ứng dụng này trên điện thoại không hề tốn phí. Mức giá của Among Us trên PC cũng khá mềm, chỉ là $5 trên Steam. Những trò chơi khác trên cùng nền tảng này thường có giá mắc hơn rất nhiều. Thế nên việc tiếp cận được nhiều người chơi là một việc khá dễ dàng đối với Among Us. Lý do thứ ba chính là việc Among Us sở hữu giao diện và lối gameplay khá đơn giản. Ai cũng có thể chơi mà không đòi hỏi quá nhiều về mặt kỹ năng, với hàng tấn nút điều khiển yêu cầu người chơi phải tay nhanh hơn não, cũng không cần phải bỏ tiền vào sơn skin để buff thuộc tính cho nhân vật của mình. Lý do quan trọng nhất chính là việc hàng ngàn streamer đua nhau chơi tựa game này. Điều này góp phần không nhỏ vào việc phổ biến Among Us ra bên ngoài nhiều hơn nữa. Mà nói đến streamer, ngay cả mấy cái kênh phân tích game cũng phải đu theo trend Among Us mà ra video đấy thôi. Hình như có cái kênh gì tên là Mi Game ra liền 3-4 video về Among Us thì phải. Đấy, người người nhà nhà để Among Us thì kiểu gì tựa game này tràn nổi. Nổi tới mức dù ra mắt từ năm 2018, nhưng lại có thể giật được giải game mobile hay nhất vào năm 2020 của Game Awards, đúng là sống dậy thì cõi chết rồi. Ấy thế mà cuộc vui nào chẳng có lúc tàn, game nào chẳng có lúc phải đi xuống, game nào cũng phải chịu cảnh trở thành dead game thôi, dù sớm hay muộn.
trừ Minecraft. Khi nào cặp đôi YouTuber chuyên làm về một game Minecraft còn làm video tiếp và loài người còn đẻ thì tôi nghĩ rằng Minecraft sẽ vẫn còn sống. Chúng ta thường nhìn vào những tựa game từng là ông hoàng một thời, nhận về biết bao nhiêu thành tích và doanh thu như là PUBG, Overwatch hay gần đây nhất là Fall Guys dần chết đi và chẳng ai nhớ tới cả. Thì bây giờ chính Among Us, tựa game có cái tên được dịch ra là ở giữa chúng ta, bây giờ lại không còn ở giữa chúng ta nữa, khi chẳng còn ai thèm chơi hay nhắc tới nữa cả. Khi Among Us còn trong thời kỳ hoàng kim của mình, vào tháng 7 năm 2020, tựa game này đã đạt được tổng cộng là 4,16 triệu giờ xem trên Twitch. Tháng sau, chúng ta lại được chứng kiến một sự gia tăng một cách kinh khủng khiếp khi Among Us đạt được 30,6 triệu giờ xem trên Twitch. Tuy nhiên, trò chơi này đã thực sự đạt đến đỉnh cao, danh vọng vào tháng 9 với 147 triệu giờ xem trên Twitch, với lượng người xem cùng lúc trung bình là hơn 204.000 người. Tuy nhiên, kể từ tháng 10 năm 2020, Among Us liên tục phải chịu giảm sút về số lượng người xem khi giảm hơn 25% giờ xem và lượng người xem. Thậm chí số giờ xem trên Twitch vào ngày 20 tháng 3 năm 2020 giảm xuống còn khoảng 365.000 giờ với khoảng 15.000 người xem. Một con số phải nói là quá bết bát cho một tựa game từng tung hoành khắp mọi mặt trận như Among Us. Trong một năm khủng hoảng mà hầu hết mọi người không thể gặp nhau vì đại dịch Covid-19, Among Us trở thành một game kết nối mọi người khi chúng ta có thể chơi 10 người cùng lúc. Nhưng khi đại dịch lui dần, nó cũng kéo theo Among Us lui về chung. Chúng ta ai cũng biết rằng việc giảm lượng người chơi là một chuyện bình thường, game nào cũng phải xảy ra thôi. Nhìn Fall Guys kìa, đã từng là một tân binh ưu tú và phá hàng loạt những kỷ lục chỉ trong một thời gian ngắn sau khi ra mắt. Cuối cùng thì sao? Chẳng còn ai nhớ tựa game này nữa cả. Và Among Us cũng đang phải chịu cái cảnh dead game thôi. Vậy thì tại sao một tựa game đang ngon ăn và giật hàng loạt giải thưởng như Among Us lại chớm tàn như vậy? Theo Mi Game tôi thì có những lý do sau khiến Among Us phải chui vào mộ. Lý do đầu tiên cũng là lý do quan trọng nhất góp phần vào cái chết của Among Us, chính là ở nhà phát triển. Kể từ ngày game được phát hành cho đến lúc nổi đình nổi đám, nhà phát triển chỉ phát hành ra một số bản cập nhật vá lỗi nhỏ hoặc là mấy thứ không có gì quá nổi bật như là thời trang, bản đồ. Nhìn chung thì họ thực sự không phát triển và sáng tạo một thứ gì thực sự mới mẻ và mang tính đột phá cho Among Us. Và điều đó chính là một pha tự tay bóp ré vô cùng nghiêm trọng từ nhà phát triển. Chỉ với 4 bản đồ cho Among Us và một lối gameplay duy nhất, không có những chế độ game khác khiến cho tựa game này dần trở nên nhàm chán. Đối với những streamer chơi tựa game này, khi họ liên tục chơi Among Us trong thời gian dài, chỉ với bao nhiêu đó bản đồ, bấy nhiêu đó nhiệm vụ, thì người xem cũng cảm thấy tựa game này chẳng còn gì vui vẻ và mới lạ như ban đầu nữa. Tất cả những gì người chơi mong muốn ở Among Us là hãy mang đến cho chúng tôi một cái gì đó mới mẻ hơn để chúng tôi có thể chơi cùng bạn bè tôi. Nhưng nhà phát triển đã rất lạnh nhạt nói rằng ở đây chúng tôi không làm thế. Tuy nhiên, cũng khó có thể nào đổ hết lỗi lên nhà phát triển vì đây cũng là một hãng game còn quá non trẻ. Inner Slot không thực sự là một văn phòng làm việc chuyên nghiệp. Đội ngũ phát triển là người địa phương ở Tây Bắc Thái Bình Dương và họ thỉnh thoảng gặp nhau trong quá trình phát triển Among Us, phần lớn làm việc từ xa tại nhà. Thế nên việc Among Us được đón nhận và trở nên thành công như thế hoàn toàn nằm ngoài dự tính của họ. Và có quá nhiều người chơi kỳ vọng quá nhiều vào Among Us khiến cho Inner Slot không thể nào đáp ứng được hết những kỳ vọng đó vì khả năng của họ vẫn còn khá hạn chế. Nhưng mấy ông cũng biết đấy, nhà phát triển cũng chỉ là một phần cho cái chết của tựa game thôi. Và lý do thứ hai chính là nạn hack tràn lan cho Among Us. Có một quy luật bất thành văn trong làng game, chính là cứ game nào đang hot, game nào đang xu hướng, game đó sẽ bị hack cheat nhiều không tả được. Và Among Us cũng không phải là một ngoại lệ. Among Us đã và đang gặp phải những vấn đề về việc người chơi gian lận một cách vô cùng nghiêm trọng. Bản hack phổ biến nhất chính là người sử dụng hack sẽ có tỷ lệ là 100% được làm imposter, sau đó có thể chiến thắng một cách dễ dàng. Bên cạnh đó thì còn có những biến thể khác của việc hack cheat trong Among Us như là hack fast kill, xuyên tường, dịch chuyển, vân vân và mây mây, khiến cho những người chơi game hệ nghiêm túc chỉ biết ức chế nhìn những kẻ gian lận kia tha hồ múa may trong game. Among Us là một tựa game có cách chơi khá giống với lại board game quốc dân ma sói. Trong đó sẽ có một số người chơi được chọn ra là imposter, tức là kẻ giả mạo. Nhiệm vụ của những imposter chính là tìm và tiêu diệt những thường dân trong ván đấu, còn thường dân phải tìm ra và vote cho imposter. Rõ ràng là Among Us chỉ là một tựa game thuần giải trí, chẳng hề có một tí gì mang tính chất ganh đua, thành tích gì cho cam. Nhưng Among Us lại bị tàn phá nặng nề bởi những kẻ không làm mà vẫn muốn có ăn, khiến cho những trận đấu trong game trở nên mất cân bằng, cũng như mất đi luôn giá trị ban đầu của game là mang lại niềm vui và thư giãn cho mọi người. Hãy nhìn những người tiền nhiệm đã từng lao đao khổ tứ vì nạn hack game rồi trở thành dead game như là Apex Legends, PUBG
thì việc Among Us Dead do bị hacker vá cũng chẳng phải là điều gì quá xa lạ. Mặc dù Inner Slot đã rất cố gắng để có thể giải quyết được vấn nạn này, thậm chí là họ còn phải dừng việc phát triển Among Us 2 lại. Thế nhưng tình hình có vẻ không được khả quan lắm khi mà người chơi cứ dần dần bỏ Among Us mà đi. Khi họ khắc phục xong rồi thì cũng chẳng còn ai thèm chơi Among Us nữa. Lý do tiếp theo là lý do mà tôi đã có nhắc ở trên, chính là thời thế. Among Us bùng nổ trong thời kỳ đại dịch Covid-19. Trẻ em không được đến trường, người lớn không được đi làm, còn người ta có quá nhiều thời gian rảnh để ở nhà. Đó cũng là lúc mà những tựa game mang lại tương tác giữa người với người trở nên cực kỳ phổ biến. Chúng ta thấy sự trỗi dậy vừa nửa đầu năm 2020 của Animal Crossing, sự debut đại thành công của Fall Guys dù chỉ trong chưa tới một tháng, và nửa cuối năm là nửa cuối năm rực rỡ của Among Us. Thế nhưng khi đại dịch bắt đầu lui dần ở một số quốc gia và con người chúng ta cũng đã quen dần với đại dịch, đó cũng là lúc mà chúng ta không còn quá nhiều thời gian rảnh rỗi để chơi game nữa. Góp thêm một tí lý do nữa, chính là việc những tựa game mới được ra đời, đồng thời những tựa game cũ liên tục tung ra những bản cập nhật mới, khiến cho một tựa game mãi dậm chân tại chỗ như Among Us dần bị người chơi cho vào quên lãng. Nói chung cũng là do ăn ở mà thôi. Ngày xưa Among Us đã đá văng Fall Guys thế nào thì bây giờ Among Us cũng phải chịu cảnh bị những con game mới đá văng lại thôi. Chẳng có gì là lạ cả, che già mong mọc thôi. Thêm một lý do cuối cùng nữa chính là những nền tảng mà Among Us có thể đáp ứng cho người chơi khá khiêm tốn. Trong quá khứ thì vào thời kỳ Among Us đang còn trong đỉnh cao, người chơi chỉ có thể chơi được Among Us trên hai nền tảng, chính là PC và Mobile, và hết. Hãy nhìn những ông lớn có vòng đời sống siêu thọ như là Minecraft, Call of Duty đi. Nhà phát hành luôn tối ưu những tựa game của mình có thể đáp ứng được mọi nền tảng, bao gồm Xbox, PC, PlayStation và thậm chí là điện thoại, có thể thu hút được nhiều đối tượng người chơi nhất có thể. Thế nhưng Among Us thì ngược lại. Như tôi đã nói rồi đấy, tựa game này trong thời kỳ hoàng kim chỉ có thể chơi được trên PC và điện thoại. Tuy rằng sau này, Inner Slot cũng đã tung ra bản game có thể chơi được trên Nintendo Switch và dự kiến sẽ phát hành trên Xbox. Tuy nhiên tất cả những nỗ lực này có vẻ đã quá trễ rồi. Vì những lý do ở trên, thế nên Among Us là một tựa game vui vẻ, lại dần thành một tựa game nhàm chán. Bằng chứng là chẳng còn thấy ai chơi Among Us nữa, ngay cả ở trên những nền tảng livestream và YouTube. Nhưng streamer giờ đây đã chuyển qua những tựa game khác, thú vị và hấp dẫn hơn, thay vì cứ bám víu mãi một tựa game ma sói nhàm chán như thế. Trong thời kỳ hoàng kim của mình, Among Us đã từng đạt được cột mốc là khoảng 2 triệu người chơi cùng lúc. Nhưng giờ đây, tựa game này chỉ có thể đạt được con số là 15.000 người chơi trong cùng một thời gian. Tính xương xương thì giảm chỉ có 1.985.000 người thôi, chứ có gì đâu mà nhiều. Tổng quan lại thì tôi nghĩ lý do Among Us chết chính là việc nhà phát hành còn quá non tay và thiếu nhân sự, nên đã quá trễ trong việc tạo ra những đột phá, giữ chân người chơi cũ và thu hút người chơi mới. Among Us nổi lên nhờ cộng đồng mạng, nhờ mạng xã hội, và đó cũng chính là điểm yếu chí mạng của tựa game này. Vì khi cộng đồng mạng trở nên thờ ơ và lạnh nhạt với Among Us, cũng là lúc tựa game này sẽ phải chết yểu mà thôi. Khác với những tựa game khác, tuy không quá phổ biến trên mạng nhưng lại có chỗ đứng vững chắc trong giới game thủ, thì Among Us lại không sở hữu cho mình cái gốc vững chắc như vậy. Và chúng ta hãy thử đón chờ xem liệu kỳ tích có lại đến với Among Us một lần nữa hay không. Và liệu Among Us có thể rũ bùn đứng dậy, sáng lòa những cái cách mà tựa game này đã từng làm trong quá khứ hay không. Ok, vừa rồi là video bàn luận của MiGame về việc tại sao Among Us lại chết. Anh em có thấy hợp lý không ạ? Giờ này anh em nào ở đây còn chơi Among Us thì giơ tay, chứ tôi thì tôi xóa game này từ lâu rồi đấy ạ. Và anh em có ý tưởng nào hay ho cho video tiếp theo thuộc series mới này không? Đừng quên bình luận để lại cảm nghĩ của anh em cho tôi biết nha. Bây giờ thì vào chuyên mục bạn hỏi, MiGame trả lời thôi. Gái hay trai, MiGame? Vậy anh là gái hay trai ạ? Trả lời câu này giết tôi mệt quá cơ. Anh em Mi fan nào vô trả lời giùm tôi nha. Anh có gay không? Không, tôi thẳng đuột như là cái thước đo độ luôn. MiGame có biết trò bắn tàu ngầm không? Trong trò này, mình chỉ dùng nút trái phải để di chuyển một tàu nổi, phim cách để thả bom xuống tàu ngầm bên dưới. Thỉnh thoảng có tàu ngầm vàng, đánh được nó thì sẽ được những vật phẩm như là ngưng động thời gian. Các tàu ngầm cũng bắn tên lửa lên, mình cũng phải tránh những con sứa, vân vân. Rồi, chuyên mục tìm game, hết thách tôi làm game rồi bây giờ bắt tôi đi tìm game nữa. Tôi là trò đùa của mấy ông đấy à? Anh em Ivan nào biết thì trả lời giùm tôi nha. Tôi đoán ông sẽ làm giả thiết về nước và lửa chắc luôn đấy. Vậy là ông đoán sai rồi đấy. Hôm nay tới đây thôi. Đừng quên khung giờ 18 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 mỗi tuần để đón chờ video mới của tụi mình. Vui vui thì lên cả thứ 5 nữa. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại mấy ông ở những video tiếp theo.